ngày 21 tháng 9 tại thành phố Uông Bí, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, đại biểu Quốc hội khóa 14, có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố nhằm thông tin những nội dung quan trọng sẽ diễn ra tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14. Đồng chí Phạm Hùng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự buổi tiếp xúc. Theo thông tin từ đại biểu Quốc hội, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 10 đến 20 tháng 11 năm 2018. Quốc hội sẽ thông qua 9 dự luật, đó là Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, Luật Công an Nhân dân sửa đổi, Luật Đặc xá sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch. Đồng thời, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 6 dự án luật gồm Dự án Luật Giáo dục sửa đổi, Luật Kiến trúc, Luật Quản lý thuế sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ bàn các nội dung liên quan đến vấn đề kinh tế xã hội, xem xét các báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đồng thời, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn, cùng một số nội dung quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu cử tri thành phố Uông Bí đã có 6 ý kiến phát biểu, nêu 11 vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, tình trạng tham nhũng, quản lý đất đai tại các dự án đầu tư nước ngoài, biện pháp xử lý đối với các dự án treo, không đảm bảo tiến độ. Có đại biểu cho rằng cần làm rõ trách nhiệm đối với những cá nhân tổ chức sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua. Việc thay sách giáo khoa hàng năm cũng cần được xem xét và có giải pháp phù hợp. Tiếp thu ý kiến của cử tri, thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, giải trình một số vấn đề liên quan đến địa phương được cử tri quan tâm. Các vấn đề còn lại, đại biểu Quốc hội tiếp thu, trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Công an thành phố cần tiếp tục chủ động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để phát sinh tình huống phức tạp đột xuất bất ngờ là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong hội nghị đánh giá kết quả công tác công an 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 được tổ chức vừa qua. 9 tháng qua, lực lượng công an thành phố đã có nhiều nỗ lực chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình, không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ về an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội tiếp tục được duy trì, công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ được triển khai kịp thời hiệu quả. Cùng với đó, lực lượng công an thành phố tiếp tục duy trì tốt công tác tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan doanh nghiệp, nhà trường, tăng cường xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 9 tháng, Công an thành phố đã khởi tố 148 vụ phạm tội, điều tra làm rõ 135 vụ, 179 đối tượng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị, trong thời gian tới, Công an thành phố cần tiếp tục chủ động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để phát sinh tình huống phức tạp đột xuất bất ngờ, tăng cường công tác tham mưu đảm bảo an ninh tôn giáo vùng dân tộc, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch, nhất là trên mạng Internet, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về trật tự xã hội, đặc biệt là tội phạm về ma túy, môi trường, kinh tế. Song song với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác điều tra, nắm tình hình, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tuần qua, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Minh Trung, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại thành phố Uông Bí về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018. Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại chợ trung tâm thành phố, một số cơ sở sản xuất và kinh doanh mặt hàng bánh trung thu trên địa bàn như cơ sở sản xuất bánh Gia Phát, cơ sở bánh Thành Hưng. Qua kiểm tra cho thấy, các hộ kinh doanh đã chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến kinh doanh bánh trung thu. Các loại bánh nướng, bánh dẻo có dán tem mác, hạn sử dụng rõ ràng. Cơ sở xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp pháp về truy xuất nguồn gốc thực phẩm, giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với các cửa hàng phân phối và kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo trong mùa trung thu năm nay, đều cung cấp các sản phẩm bánh trung thu của các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường là Kinh Đô, BBK nhằm đảm bảo chất lượng và ổn định giá cả.
triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa Trung thu 2018, thành phố Uông Bí đã thành lập đoàn liên ngành từ thành phố đến cấp phường xã để tăng cường thanh kiểm tra các chợ đầu mối, cơ sở sản xuất bánh Trung thu và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Trung, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, đề nghị thành phố Uông Bí tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm nay, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và nhân dân trên địa bàn, quan tâm bố trí hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiếp tục kiểm tra công tác triển khai bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm của ban chỉ đạo xã phường. Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý thành phố cần theo sát kiểm tra việc khắc phục các tồn tại hạn chế của các cơ sở sản xuất kinh doanh có thiếu sót trong chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, báo cáo kết quả về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh trước ngày 25 tháng 9 năm 2018. Sáng ngày 20 tháng 9, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố phối hợp với Đoàn Công tác Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Trong chương trình, hơn 540 em học sinh các khối lớp 7, lớp 8, lớp 9 của trường cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh đã nghe cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền các nội dung về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục và các tệ nạn xã hội khác có nguy cơ xâm nhập vào học đường. Bên cạnh đó, bằng hình thức trực quan, các mẫu vật mô phỏng những vật chứng thu được của tội phạm ma túy, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh đã giúp các giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là học sinh có thêm hiểu biết về tác hại, hệ lụy của các loại ma túy mới hiện nay như ma túy đá, tem giấy, bóng cười, từ đó có biện pháp chủ động phòng tránh hiệu quả. Theo kế hoạch, trong dịp này, trường Trung học cơ sở Trưng Vương, thành phố Uông Bí là một trong 4 trường trên địa bàn toàn tỉnh được Công an tỉnh Quảng Ninh lựa chọn phối hợp tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Được sự vận động tuyên truyền của chính quyền địa phương, ngày 29 tháng 7 vừa qua, gia đình ông Lê Văn Hồng ở phường Phương Đông đã chủ động dừng sản xuất lò vôi thủ công. Đến nay toàn bộ lán trại cho công nhân đã được tháo dỡ xong. Gia đình ông Hồng đang tiếp tục tháo dỡ thiết bị máy móc để chuẩn bị phá dỡ lò, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 9 tới. Đây là hộ đầu tiên tự nguyện phá dỡ lò vôi thủ công. Đảng và nhà nước mà nói lên về cái môi trường, thì mình nghe ra như thế thì thấy nó có lý thì mình phải thôi. Thế là rất là ủng hộ về cái môi trường. Thế là gia đình là chuyển đổi nghề khác. Thành phố Uông Bí hiện có 51 cơ sở sản xuất vôi thủ công với 68 lò, trong đó 43 cơ sở với 56 lò, 94 ống lò vẫn đang hoạt động, tập trung chủ yếu tại hai phường Phương Đông và Phương Nam. Đây đều là những lò vôi thủ công xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Để chấm dứt hoạt động của các lò vôi thủ công trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, theo chỉ đạo của tỉnh, hiện nay cùng với tuyên truyền, vận động và kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thành phố Uông Bí đã lập đề án hỗ trợ chủ lò tháo dỡ lò, khôi phục mặt bằng và hỗ trợ người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, tổng kinh phí trên 12,2 tỷ đồng. Điều kiện để người lao động được hỗ trợ là phải có hộ khẩu thường trú tại thành phố Uông Bí, có hợp đồng lao động với các chủ cơ sở sản xuất. Mức hỗ trợ lần lượt là 3 tháng lương tối thiểu đối với lao động thường xuyên và 1,5 tháng lương tối thiểu đối với lao động không thường xuyên. Các lò tháo dỡ trước ngày 15 tháng 11 năm 2018 sẽ được hỗ trợ 70 triệu đồng đối với mỗi ống lò. Từ ngày 15 tháng 11 đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 được hỗ trợ 35 triệu đồng một ống lò. Những hộ tháo dỡ sau thời điểm này sẽ không được hỗ trợ. Vận động được là 19, 13 cơ sở và 19 ống lò đã gọi là dừng cái hoạt động, trở lại phương án tiếp tục. Chúng ta hiện nay đang thành lập các cái đoàn tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện theo cái lộ trình của làm việc tỉnh cũng như thành phố đề ra, là đến 31 tháng 12 là sẽ dừng toàn bộ cái hoạt động sản xuất vôi trên địa bàn. Cho đến hiện nay, theo điều tra ban đầu của chúng tôi thì được sự đồng tình rất là cao, và chúng tôi khẳng định là hoạt động của các lò vôi thủ công sẽ được chấm dứt trong năm 2018. Hầu hết các lò vôi thủ công trên địa bàn thành phố Uông Bí đã hoạt động trên 20 năm, tác động tiêu cực đến môi trường. Việc chấm dứt hoạt động, tháo dỡ các lò vôi thủ công này
là chủ trương đúng của tỉnh nhằm trả lại môi trường sống trong sạch cho người dân và góp phần thực hiện chủ đề công tác năm 2018, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Nhằm tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, ngày 16 tháng 9, phường Yên Thanh phối hợp với Trung tâm Thương mại Vincom Cầu Uông Bí trồng gần 300 cây hoa giấy tại vườn hoa giáp quốc lộ 18A phía trước Trung tâm Thương mại Vincom Cầu. Tham gia lễ phát động có đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, hội viên các tổ chức đoàn thể phường Yên Thanh, đại diện khu dân cư, lãnh đạo, nhân viên Vincom Cầu Uông Bí. Đây là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, tích cực trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan, làm đẹp cho thành phố. Hiện nay trên các tuyến đường, tuyến phố, công trình công cộng của phường Yên Thanh đã trồng gần 4.200 cây hoa giấy, trong đó có nhiều điểm cây phát triển tốt, hoa ra đẹp, đảm bảo thẩm mỹ cảnh quan. Tuy nhiên vẫn còn một số khu, việc vận chuyển chăm sóc chưa được quan tâm, cỏ dại mọc nhiều, hạn chế quá trình cây sinh trưởng, ra hoa. Để hoạt động trồng hoa giấy đảm bảo thiết thực hiệu quả, trong thời gian tới, phường Yên Thanh sẽ tăng cường đôn đốc các đơn vị, bố trí lực lượng thường xuyên chăm sóc cắt tỉa để cây phát triển, sinh trưởng tốt. Sau khi hoàn thành đưa cụm công trình vườn địa đàng cầu tình yêu vào phục vụ du khách, trong 3 tuần qua, Hồ Yên Trung đã đón 25.000 lượt du khách đến tham quan ngắm cảnh, trong đó có nhiều đoàn khách tour cũng như khách quốc tế. Riêng trong ngày công bố điểm du lịch sinh thái Hồ Yên Trung 15 tháng 9, Hồ Yên Trung đã đón trên 4.500 lượt du khách, trong đó có gần 1.000 khách do các hãng tour đưa đến. Với mục tiêu thu hút đa dạng khách du lịch, hướng tới xây dựng hình ảnh thành phố xanh, thông minh, hiện đại, thân thiện, Uông Bí đã giao cho Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử, đơn vị đang quản lý bảo vệ rừng, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại Hồ Yên Trung, thực hiện việc nâng cấp cải tạo cảnh quan khu vực nhà thường trực hồ. Trên cơ sở tôn trọng tối đa cảnh quan vốn có nơi đây với hồ nước, đồi thông, đảo nổi, đồng thời học hỏi ý tưởng thiết kế các công trình du lịch nổi tiếng. Trong hơn 2 tháng, cụm công trình vườn địa đàng, cầu tình yêu, lầu vọng nguyệt và khối chữ nổi Hồ Yên Trung đã hoàn thiện. Trong đó, điểm nhấn của cụm công trình là cây cầu tình yêu, hình vòng cung, được xây dựng dựa trên ý tưởng từ những cây cầu treo khóa tình yêu nổi tiếng của thế giới. Cụm công trình tuy không mới so với thế giới, song nhờ phát huy được cảnh quan vốn có của Yên Trung lại rất mới mẻ so với nhiều điểm đến trong nước, nên đã thực sự tạo sức hút đối với du khách. Ngoài những quầy hàng được đưa vào bày bán, trao đổi từ lúc khai trương, chợ cảnh Uông Bí hiện đã có thêm nhiều mặt hàng phong phú, đặc biệt là các sản phẩm của địa phương như mật ong, sáp ong rừng, một số cây thuốc quý, hoa quả và bánh các loại. Tại quầy đồ gỗ mỹ nghệ, một số khách hàng địa phương và các tỉnh lân cận như Sơn La, Nam Định cho biết các mặt hàng bày bán ở đây có giá cả vừa phải, phù hợp và có khá nhiều sự lựa chọn. Tại chợ cảnh, những mặt hàng có giá cả vừa phải, từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, phục vụ thú chơi tao nhã, thu hút lượng người mua đông như cây xanh để bàn, chậu hoa, đồ lưu niệm các loại. Như thế này là mình thấy là cũng rất là vui vì cơ bản là Uông Bí mình đã được một cái chợ cảnh như thế này để mà có những cái ngày nghỉ cuối tuần để cho bà con và tất cả mọi người đến đây là thứ nhất là tham quan, thứ hai là để mà mua sắm những cái thú vui riêng của mình. Không gian trưng bày đây rộng, đẹp, thoáng, giá cả thì vừa phải, không nên nỗi đắt lắm. Đấy, nó cũng bình thường. Sạch sẽ, thoáng mát, an ninh trật tự tốt là cảm nhận của nhiều khách hàng và các hộ kinh doanh tại chợ cảnh Uông Bí. Ông Nguyễn Văn Sự, chủ cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ Viện Thủy cho biết, ông đã đi nhiều nơi, sau khi đến với chợ cảnh Uông Bí, ấn tượng đầu tiên đối với ông là không khí thoáng mát, sạch sẽ, cộng với an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Chính những điều này đã khiến ông quyết định đầu tư kinh doanh tại đây. Tính từ ngày khai trương đến nay, gia đình ông đã đạt doanh thu hơn 200 triệu đồng từ bán đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ cũ và đồ đồng gốm sứ. Chợ này thì tôi thấy là có khả năng hướng là phát triển tốt về mọi mặt hàng. Đồ gỗ mỹ nghệ, rồi nói chung là các mặt hàng đều đến đây là tiêu dùng được. Khu vực trưng bày đồ cũ với tên gọi xưa và nay, những ngày qua cũng thu hút rất nhiều đoàn học sinh từ các trường trên địa bàn đến tham quan trải nghiệm. Cũng trong phiên chợ cuối tuần, các nhóm nhạc trên địa bàn đã tổ chức âm nhạc đường phố, tạo không khí tươi vui, âm thanh riêng có của chợ cảnh.
để khuyến khích ngày càng nhiều các hộ kinh doanh đưa những mặt hàng phù hợp vào bày bán trong chợ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thảo Quảng Ninh cam kết ưu đãi miễn toàn bộ phí địa điểm và hỗ trợ phí vệ sinh môi trường, điện nước trong vòng 1 năm cho các hộ kinh doanh. Đồng thời công ty cũng có kế hoạch mở rộng và điều chỉnh không gian trưng bày tại chợ Cảnh để không những phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân địa phương mà còn đưa chợ Cảnh Uông Bí trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Trong thời gian tới thì công ty chúng tôi đang định hướng để quy hoạch lại chợ Cảnh cho nó hợp lý hơn. Đó là toàn bộ cái phía mặt tiền bám với quốc lộ 18A là khu vực đó chúng tôi sẽ đầu tư chỉnh trang lại để chợ có bãi đỗ xe ô tô cũng như xe máy được thuận lợi. Cái thứ hai là một số cái hàng hóa về sinh vật cảnh sẽ trưng bày ngoài đấy để tạo cái điểm nhấn ngay khu vực cổng. Và tiếp theo nữa là một số phần ví dụ như ánh sáng và một số cái biển quảng cáo nhận diện về chợ Cảnh để các du khách ở địa phương khác rồi cũng như một số người dân địa phương khác dễ nhận biết để thu hút được các cái hộ bán hàng rong. Thì công ty chúng tôi đã có nhiều giải pháp, trong đó là tạo điều kiện về cái điểm kinh doanh cho người ta đến bán hàng thuận lợi, và cái thứ hai nữa là tuyên truyền vận động các cái hộ bán hàng rong không nên bán hàng rong ở lòng đường vỉa hè, đấy nó xảy ra mất an toàn giao thông và mất cảnh quan đô thị của thành phố Uông Bí.